xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một cặp súp JBN. Đây còn ốc đây không? Còn ốc đây. 818. MR818. Đời 3 số của bát 3 số nha. Của bát con này bát 3 số, tí anh em chúng em sẽ tháo ra và xem. Đây là nguyên đăng nguyên kiện, hàng mang từ nước ngoài về, các bác nhìn đằng sau đầy bìa kìa, thấy chưa? Đầy bìa rất nhiều loa. Logo sai đúng không? Bây giờ là sẽ tháo con JB này ra. Đấy, nhẹ nhẹ thôi, màng nó mỏng. Nhẹ tay thôi, đừng nhẹ tay thôi. Nhẹ con nhàng thôi, chưa vệ sinh. Con này là nguyên đai nguyên kiện nhá, bụi chưa vệ sinh. Con này em nói thật các bác nhá, bác nào vui tính vỗ này nhá, thủ màng bắt đèn đấy, đùa đâu. Đấy. Tất cả ốc của JB là chuyên cái ốc này này, ốc bốn cạnh này. Ốc của JB toàn ốc bốn cạnh, mà ốc này nó mua thị trường là gần như là không ai có. Cam kết luôn này. Đấy. Ốc này là ốc bốn cạnh của JB. JB nó toàn bốn cạnh thôi, không tí không sao. Này cái này cao su thì có gì, bán ra. Để cứ bán ra tí bán lại sau, không việc gì phải sợ cả. Rất là mạnh tay vào, nhưng cái nào cần nhẹ phải nhẹ. Màng nó không được vỗ mạnh, màng này vỗ mạnh hỏng luôn, cứ đi không? Đấy, các bác ạ. JBN MR818. Súp 50 đời 3 số, củ bát 3 số, xương nhôm. Bát 50 nhá. Đấy. Bát 50 từ 19 côn 76, từ to như thế, côn bé như vậy. Chúng ta sẽ từ từ con ốc này. Rồi, đây các bác xem nhá. Rồi. Đấy, các bác xem này. Không cái này viền kệ nó. Cũng ngược lại xem này. Bông đẹp nha. Đấy, thế giờ một con ốc bên trong thùng rồi. À con này bát 4 số, không phải bát 3 số, 2042. 4 số. Lời cao hơn chứ. Con này thì nhấc cái miếng ấy ra. Đấy. Con này là bát từ 19 côn 76 nhá. Từ không to côn không lớn nhưng đánh tiếng rất là hay. 2042 H là 8 ôm. Màng con này rất là mỏng nhá. Lâu ngày màng nó giòn rồi mà các bác nào vỗ cứ đùng này là thôi em quỳ em lại các bác. Không còn gì để mà tả. Đấy. Đúng là JB xịn có khác nhỉ. Hàng bãi cao cấp. Rồi, em nhấc cái bát ra xem nào. Đấy. Thế chưa? Rồi cái này cũng bóc luôn ra. Để gọn vào. Để ra chỗ khác đi. Để bên trong thùng này. Cháo gì? Có mỗi là bông bông này là bông thủy tinh, bông ngứa và có một thanh trống này. Thanh trống này là tí là phải đừng ấn vội, đừng ấn tay xuống đây. Nhấc tay lên. Con này là phải gắn lại này. Về nhiều con nó bị tung cái miếng này ra là phải gắn lại. Cho keo đúng không anh? Cho keo vào. Đấy. Nhiều con là về là phải gắn lại chứ không làm được gì được. Đấy, ngày mai là anh em chúng em sẽ xử lý lại cái này. Tất cả về phải tháo ra vệ sinh. Không nếu mà cái này mà rơi ra nhá. Các bác hình dung nó yếu thế này mà cứ đùng hơn nó đánh mạnh, áp lực thùng nó lớn. Tung vách ngay. Thùng nó sẽ có vết nứt dạng ở đây này, sọc giữa này. Đấy. Cái đó rất là quan trọng. Đây cái màng của nó thì viên zin nhá. Em kiếm cái chỗ đi một tí vệ sinh như này này. Đấy các bác nhá. Keo chỉ tròn xe nguyên zin hết. Đấy, đúng chuyên gia rồi. Tất cả cái gân viền này thì anh em chúng em sẽ mua cái loại keo dưỡng gân thật là xịn về dưỡng gân hộ các bác luôn. Đấy, các bác không phải dưỡng nữa. Về chúng em sẽ dưỡng hộ luôn cho các bác. Đánh tiếng rất là mềm nha. Đấy, bát 50 JBN 2042H. Đấy, cao cấp. Từ quét từ trong ra thôi, quét vội thế. Đây. Tất cả cái nón này đều là nón zin nguyên bản nha. Nón này nha, bác nào mà vui tính vỗ đây nó thủng luôn này. Đấy, rất là ghê luôn. Đấy. Hàng xịn cao cấp mà có khác. Tất cả nguyên zin hết. Hoạt động bình thường nha. Giá con này không hề rẻ, em xin thông báo như thế. Còn các bác nào quan tâm giá thì liên hệ trực tiếp đi. Thùng đây. Zin từ cọc dây này, đấy chưa? Zin từ cọc dây này. Đấy, tất cả nguyên đai nguyên kiện nguyên zin hết, anh em cho em tháo tung ra kiểm tra. Nói chung là những cái hàng này thì chia cho anh em một tí chứ không chia thì ăn cả giày cả tất, anh em chửi chết. Tất cả này, cái miếng này cũng còn là miếng zin, tất cả về là vệ sinh hết nha các bác nha. Chứ còn vệ sinh xong rồi khi quay lên nó đẹp cực kỳ luôn, không chê được cái gì đó. Ok. Video đến đây là kết thúc. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp. Không cứ để đây. À cứ để đấy tí em cầm về. Đấy, các bác nào quan tâm đến cái gì thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Bát rất là đẹp. 2042. Thùng đây, MR818.
Còn một chiếc kia nữa, lát nữa anh em chúng em sẽ tháo ra vệ sinh kiểm tra. Đấy, sau đó ngon lành rồi là sẽ mời các bác đến nghe thử chất lượng âm thanh. Đấy. Ok, bây giờ chúng em sẽ vệ sinh nhá. Làm này mất thời gian lắm. Cũng định là không quay đâu nhưng mà thôi quay tí cho nó vui. Xong các bác này bảo em ơi, hàng về mà chả thấy lên sóng gì cả. Đấy. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.